phân bón đầu trâu chất lượng hàng đầu. Phân bón đầu trâu được mua dài lâu. Phân bón đầu trâu, bạn đồng hành của nhà nông. Đặc trị điện sắt, nấm hồng, bảo vệ bộ lá, tối ưu năng suất và chất lượng cà phê. Anvin, danh tiếng lẫy lừng. Xin kính chào bà con nông dân, chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình đồng hành và chia sẻ số tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình này cũng được truyền hình trực tuyến trên website drt.org.vn. Kính thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, sau mỗi vụ thu hoạch thì bà con nông dân trồng hồ tiêu thường quan tâm đến việc là chăm sóc phục hồi sức khỏe cho cây hồ tiêu, phòng tránh bệnh cho cây hồ tiêu và đảm bảo cho cây có một sức khỏe tốt để có thể chuẩn bị cho một niên vụ mới thành công đạt năng suất. Và chương trình đồng hành và chia sẻ số tháng 4 này chúng tôi sẽ đề cập đến chủ đề đó là chuẩn bị cho niên vụ hồ tiêu mới đạt năng suất, chất lượng. Và ngay từ bây giờ thì bà con đã có thể nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi theo số điện thoại quen thuộc của chương trình. Đó là số điện thoại 0506 256 777, 0906 56 7471 và 0917 504047. Ban tư vấn của chúng tôi sẽ ghi nhận những câu hỏi của bà con để chuyển đến cho các thành viên trong ban tư vấn của chương trình. Và vào cuối chương trình thì ban tư vấn sẽ chọn hai câu hỏi để trao giải. Giải nhất sẽ là một bao phân đầu trâu kèm thêm một chiếc đồng hồ treo tường do công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng. Giải nhì sẽ là một lượng thuốc bảo vệ thực vật trên 5 sào cây trồng do công ty Syngenta trao tặng. Còn bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu những vị khách mời có mặt trong trường quay của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk ngày hôm nay. Xin được giới thiệu tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam, nguyên cán bộ nghiên cứu Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên. Dạ, xin chào. Kỹ sư Nguyễn Văn Duy, công ty cổ phần phân bón Bình Điền. À, xin chào bà con. Kỹ sư Trần Quang Cường, giám đốc vùng Tây Nguyên, công ty Syngenta Việt Nam. Cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và như thường lệ thì để bắt đầu cho mỗi chương trình, chúng tôi luôn mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi một phóng sự do nhóm phóng viên chương trình thực hiện để cùng lắng nghe những quan tâm, những chia sẻ đến từ bà con về chủ đề của chương trình. Thời điểm này, nhiều vườn tiêu trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng đã thu hoạch xong. Mùa niên vụ mới lại bắt đầu. Mặc dù giá hồ tiêu có giảm khiến bà con nông dân không mấy vui, nhưng hồ tiêu vẫn là cây trồng có giá trị kinh tế, nên việc chăm sóc phục hồi vườn cây sau thu hoạch được nhiều nông hộ chú trọng. Theo nhiều người trồng tiêu, trải qua một năm tích lũy dinh dưỡng để nuôi trái, sau mỗi vụ thu hoạch, cây tiêu thường mất đi lượng dinh dưỡng khá lớn, khiến cây suy yếu, sơ xác. Đây cũng là thời điểm cây tiêu dễ bị các loại sâu bệnh tấn công. Do đó, việc chăm sóc cho cây tiêu sau thu hoạch sẽ giúp cây tiêu phục hồi sức khỏe, chuẩn bị cho niên vụ tiếp theo. So với nhiều hộ trồng tiêu trong vùng, gia đình bà Nguyễn Thị Lương ở thôn Tiến Cường, xã Quảng Tiến, huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk đã thu hoạch xong vườn tiêu khá sớm. Theo bà Lương, cây tiêu sau thu hoạch bị suy yếu nên rất cần được bổ sung dinh dưỡng để nhanh chóng phục hồi. Nhưng bổ sung dinh dưỡng qua lá hay trực tiếp vào gốc vẫn là vấn đề bà còn băn khoăn lúc này. Không chỉ sơ xác sau thu hoạch mà vườn cây vốn đã suy yếu sau một năm mang trái, còn có nhiều biểu hiện bị bệnh hại tấn công. Nhưng bổ sung dinh dưỡng qua lá hay trực tiếp vào gốc vẫn là vấn đề bà còn băn khoăn lúc này. Không chỉ sơ xác sau thu hoạch mà vườn cây vốn đã suy yếu sau một năm mang trái, còn có nhiều biểu hiện bị bệnh hại tấn công. Vẫn biết sau thu hoạch cây bị mất đi nhiều dưỡng chất nên dễ bị sâu bệnh hại tấn công. Việc bổ sung dinh dưỡng giúp cây mau lấy lại sức, chuẩn bị cho niên vụ mới là rất quan trọng. Nhưng gia đình bà Lương vẫn chưa biết giữa trị bệnh và bổ sung dinh dưỡng nên thực hiện biện pháp nào trước để đảm bảo chăm sóc đúng quy trình. Cái chăm sóc của cái cây hồ tiêu á, là hầu như người nông dân nào cũng giống nhau hết, rất là trăn trở. Một khi mà đã thu hoạch xong á, là cái cây nó bị đỏ. Cây nó đỏ xong là có nhiều cây nó sẽ phát bệnh và rất là nhiều các loại bệnh. Như bị gọi là cái gì, cái nấm tảo đó, là cái đó là đa phần thông dụng. Cái thứ hai nữa là cây chết nhanh, chết chậm. Cái thứ ba nữa là nó bị xoắn lá giống như bị tiêu điên đó. Rồi cái thứ tư nữa là nó bị cái trường hợp mà bị thối như vậy. Thì tất cả các cái căn bệnh trên thì người nông dân chúng tôi là ai cũng đi tìm.
học hỏi, và nhất là cần gặp những nhà khoa học để mà nhờ nhà khoa học là phân tích và đồng thời hướng dẫn những cái cách để mà xử lý. Ngay bây giờ chúng tôi thu hoạch xong rồi á, là tôi xin hỏi là cho tôi biết là nên bổ sung thì nên phải là trị bệnh trước hay là bồi bổ cho cây trước, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là khi ta trị bệnh thì ta nên dùng những loại thuốc nào trước và dùng những cái gì sau. Điểm thứ hai, điểm thứ ba, khi cây nó bình phục rồi á, khỏi bệnh rồi thì ta mới cho ăn, thì ta nên cho ăn cái gì trước và cho ăn những cái gì sau. Với 5 sào tiêu, gia đình chị Nguyễn Thị Vân Khánh ở thôn 3 xã Bờ Hốc, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk đã sử dụng bếp tưới để làm mát vườn tiêu sau thu hoạch, tạo tiểu khí hậu mát mẻ cho vườn cây. Cũng như nhiều nông hộ trồng tiêu khác, chị Khánh luôn quan tâm đến vấn đề chuẩn bị sức khỏe cho cây để tiếp tục cho vụ mùa mới. Bị nội hầu nó ảnh hưởng rất nhiều tới cây trồng, như cái tiêu vừa rồi thì nó ảnh hưởng như vừa rồi đó, mưa nó kéo dài tới hết tháng giêng lận. Thì như theo tôi thì nếu mà sau khi thu hoạch tiêu xong thì quan tâm nhất là phải có một, mình làm sao để phục hồi cây trồng, cây mình trồng, cây mình sau khi thu hoạch là mình cầu là bên mình thị trường muốn biết là phấn đâu có cần những thuốc gì để phục hồi cây trồng cho nó hiệu quả, để vừa tới phục hồi cây nhanh và có đủ sức đề kháng cho bắt đầu một mùa mưa tới, cho đón trời mưa mùa mưa tới. Mà bước vào đầu mùa mưa này, như hình tượng bước vào mùa mưa này, nếu mà vườn nào nó hơi bị dẹp sáp thì anh phải xuất hiện dẹp sáp lại, dẹp sáp gốc để đầu mùa mưa. Hồ tiêu là cây trồng dễ gây rủi ro, thiệt hại lớn, nhưng cũng là cây trồng mang lại nhiều giá trị kinh tế cho người nông dân nếu có biện pháp chăm sóc hợp lý, đúng quy trình kỹ thuật. Việc chăm sóc, quản lý tốt dinh dưỡng và sâu bệnh hại cho cây tiêu sau vụ thu hoạch, đồng thời có biện pháp canh tác tổng hợp cây trồng ngay từ đầu vụ mới, đảm bảo cây trồng phát triển tốt cho năng suất ổn định qua nhiều mùa vụ. Vâng, sau khi mà theo dõi cái phóng sự do nhóm phóng viên của chương trình thực hiện thì chúng ta thấy có một điểm chung ở bà con nông dân, đó là rất quan tâm đến cái việc là sau thu hoạch thì làm thế nào để chúng tôi có thể phục hồi được những cái cây hồ tiêu này và giúp cho cây hồ tiêu khỏe này, kháng bệnh tốt và chuẩn bị cho một cái niên vụ mới. Các thành viên trong ban tư vấn có những cái ý kiến như thế nào để chia sẻ với bà con? Xin mời tiến sĩ Tuấn nào. Thưa bà con nông dân, thì cái cây hồ tiêu là cây lâu năm và đa phần cả cái cây lâu năm thì nó thu hoạch một lần, trong một năm thu hoạch một lần. Và sau khi thu hoạch thì cây chắc chắn là nó cũng sẽ bị suy kiệt dinh dưỡng do phải mang quả và do chúng ta lấy đi sau thu hoạch. Cho nên bà con ở đây là cũng rất là quan tâm tới cái vấn đề, đặt ra rất nhiều câu hỏi. Nhưng mà nó tập trung như chị Nhan nói, tức là chăm sóc sau thu hoạch như thế nào? Có bón phân hay không? Bón dưới đất hay bón lên lá? Rồi đưa ra một số các cái loài sâu bệnh nữa. Để mà có bón phân hay không, nói tóm lại là có bón phân hay không và quản lý cái bệnh tật trên vườn tiêu sau thu hoạch như thế nào. Thì thưa bà con nông dân, thì cây tiêu, vì mình đây là vùng cà phê, thành ra nhiều người vẫn cứ đem những cái kinh nghiệm trồng cà phê qua cho tiêu. Nhưng thật ra đối với cái cây tiêu và cái cà phê là hai cái cây trồng mà có cái thời gian sinh trưởng, sinh dục, phát dục nó khác nhau trong năm. Và do này vậy thì nó cũng sẽ có những cái cách xử lý nó khác nhau sau khi thu hoạch. Thì tôi nói vào cái thời gian này thì và trả lời thẳng trực tiếp câu của bà con nông dân, tức là có bón phân sau thu hoạch hay không. Thì bình thường thì sau khi thu hoạch, tức là vào khoảng tầm này, có vườn đã thu hoạch rồi, có vườn đang chưa thu hoạch. Và như vậy thu hoạch xong thì tới cái mùa mưa, và cái thời gian từ cái thu hoạch cho tới cái mùa mưa sắp tới nó không còn lâu nữa, tức là vào khoảng một tháng, hơn một tháng là tới cái mùa mưa sắp tới. Thì bình thường đối với những cái vườn tiêu bình thường sinh trưởng bền vững, ổn định, sung sức thì sau thu hoạch thường thường người ta sẽ không tưới nước nữa, không bón phân nữa, nếu như dự đoán rằng cái mùa mưa nó sắp đến gần rồi. Là để cho cái giai đoạn này gọi là giai đoạn xiết hay là hạm cây, và để cho cây nghỉ ngơi một thời gian và chờ khi mưa xuống thì mới bón phân vào để cho cái cây nó ra cành và từ cành nó ra hoa. Vì nó ra hoa và hoa tiêu sẽ ra vào trong cái mùa mưa chính thức vào khoảng tháng 6 dương lịch gì đó.
và nó phải ra trong mùa mưa rồi mới tốt. Còn nếu như nó ra vào đầu mùa mưa hoặc là trong mùa khô là không tốt. Do vậy thì tôi nói lại về cái việc vấn đề bón phân, thì với những cái vườn tiêu sung sức thì sau khi thu hoạch, và nhất là trong điều kiện thời gian này, thời tiết của năm nay là có những cái cơn mưa nó kéo dài, có một chị nói là tới tháng 1 vẫn còn mưa, nhưng bây giờ là mưa lại rồi. Cũng như nhiều vùng ở trên Tây Nguyên chúng ta mưa lại rồi. Thì như vậy thì những cái mùa mưa năm nay, những cái cơn mưa rào trong cái mùa khô hạn năm nay, nó giúp cho chúng ta bớt phải tưới tiêu lại. Tức là nó cũng nhờ cái độ ẩm đó chúng ta tưới, nhưng mà nó giảm được cái chi phí tưới. Thì nó đang ở trong thời gian thu hoạch, như vậy được xem như là thuận lợi cho cái tiêu. Nhưng nếu như bây giờ nó mưa luôn thì đó là một cái điều không hay. Tức là sau khi thu hoạch mà nó tuần sau hay 10 ngày sau nó mưa và nó bước vào mùa mưa chính thức hơn, chính thức luôn á, thì đó là một cái điều không thuận lợi cho cái sinh lý ra hoa của cái tiêu. Và cái dự báo của cả cái cơ quan chức năng chính thức á, là tôi nghe được cái dự báo của cả cơ quan mà về dự báo thời tiết á, thì nói rằng mùa mưa năm nay sẽ đến sớm đối với Tây Nguyên nói chung, cả nước nói chung và riêng Đắk Lắk chúng ta, nó sẽ đến sớm. Và dự đoán rằng trong vào khoảng 20, từ 20 cho tới cuối tháng 4 sẽ bước vào mùa mưa chính thức. Thì cả đó là những cái thông tin mình nắm được. Và như vậy thì ai thu hoạch xong bây giờ thì theo tôi là không nên tưới nữa. Vì có tưới nước mới bón phân được. Chứ còn nếu như mà trong mùa khô thì chúng ta không thể bón được, trừ những cái trường hợp, những cái vùng mà đang có những cái cơn mưa rất là đậm trong những cái ngày vừa qua. Và thấy cái vườn tiêu của chúng ta thu hoạch xong rồi mà cũng rất là suy kiệt, do năm vừa rồi năng suất cao và chúng ta bón phân có thể không đủ trong năm vừa rồi đáp ứng được cái năng suất đó, cho nên vườn tiêu suy kiệt, thì trong cái đợt vừa rồi thì bà con thu xong mà gặp những cái trận mưa đó thì chúng ta cũng đã có thể bón phục hồi rồi. Còn nếu như ai mà thu hoạch chưa xong, vì có những vườn cũng chưa, thì theo tôi nghĩ là thu hoạch xong mà mùa mưa tới quá gần thì chúng ta cũng không cần phải bón thêm phân trong cái điều kiện thời tiết của năm nay, của riêng năm nay. Còn và bình thường là như vậy. Tôi xin quay lại một chút, tức là ý muốn nói như thế này, tức là nếu như vườn cây khá sung sức và thu hoạch chưa xong thì không bón phân nữa, nhưng mà những cái vườn tiêu mà suy kiệt thì chúng ta cũng nên bón một lượng phân khoáng rất nhỏ, chứ không phải phân hữu cơ, phân khoáng rất nhỏ với cái, và phải chọn cái loại phân dễ tan để nó có thể tan được, phục hồi cái vườn cây nó nhanh chóng trong cái thời gian này, và muộn hơn nữa thì không nên bón. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Nam, và xin mời hai vị khách mời kỹ sư Nguyễn Văn Duy và kỹ sư Trần Văn Cường ạ. Vâng, xin chào bà con. Theo quan điểm của tôi thì thấy trong cái thời gian vừa qua thì trong ngày vừa qua xuất hiện mưa, nhưng mà không những cây tiêu đâu, đối với các cây công nghiệp ở Tây Nguyên, đặc biệt là cây ăn trái như bơ hay là cây cà phê, thì hầu hết các vùng mà đang tưới được hai, nhưng mà khi đã tưới xong được hai thì bắt đầu xuất hiện mưa, hoặc là chưa tưới thì xuất hiện mưa. Nhưng mà khi mưa ướt bông thì nó nằm trong cái thời gian thời tiết âm u, và có rất là nhiều cái vườn cà phê của bà con cũng bị ảnh hưởng trong cái vấn đề thụ tinh thụ phấn của cây, và đặc biệt là ảnh hưởng tới cái năng suất của cà phê. Thứ hai nữa là bơ bút hay bơ thường thì tôi thấy rất là nhiều cái vườn, mà đặc biệt trong cái giai đoạn bơ ra hoa thì mưa, đặc biệt là khu vực, những cái khu vực mà trồng cây ăn trái nhiều như Phước An, EK, đặc biệt là Phước An, huyện Cà Đông Bắc, thì đối với cây bơ thì rất là nhiều bà con trong cái giai đoạn mà vườn bơ mình ra hoa thì cũng gọi điện hỏi thăm, nhưng mà những cái trận mưa như thế nó ảnh hưởng rất là lớn, bởi vì nó làm cho hoa rụng rất là nhiều, và có nhiều vườn tôi thấy tỷ lệ đậu trái là, đặc biệt là bơ bói thì chỉ có khoảng 2-3% thôi, còn bơ kinh doanh thì khoảng tầm 15-20% nếu có lứa hoa nó ra trong cái giờ đợt vừa rồi. Đối với cây tiêu thì tất nhiên có nhiều bà con đã thu xong, nhưng mà có một số vườn đang trong giai đoạn thu hoạch, nhưng mà chưa có năm nào mà cái vấn đề thu tiêu của bà con mà gặp mưa hết, chỉ cá biệt năm nay, và đó là cái hệ lụy của vấn đề biến đổi khí hậu. Khi thời tiết đã sự thay đổi và không theo một cái thói quen lúc xưa đến giờ nữa thì nó đã biến đổi rồi, thì cây trồng thì chúng ta cứ mỗi năm chúng ta chăm sóc như thế, chúng ta làm như thế, và khi thời tiết thay đổi thì chúng ta bắt đầu là cảm thấy là lo lắng.